cứ đánh như thế. Biết thì ai dám đánh nó thì họ lướt cái là ông thịt luộc ngay. Cờ ông sâu nước lắm. Nhưng mà họ phát là đi dính. Nước là chết ngay. Nước cái là bị ông thịt luộc ngay. Cái lông thịt ấy. Đây, cả thịt tiết thì này. Đã đỗ xe rồi. Thì... Đâu rồi. Tốt. Cứ có lãi. Không đi buôn mà có lãi mà. Đó. Cứ ăn thôi. Gọi là ăn lãi. Có lãi. Lên đây đuối chạy. Ôi sợ đi vào mồm hay thật chạy. Đã có nước quá hay. Sau này là tên những cái bài video này là những nước cờ kinh điển. Cái này là quay để phát sau chứ không phải trực tiếp. Sau này bác cứ vào xem lại.
giữ. Bức tử đấy anh bức tử nào mà ở đây đấm vào vách hết mất luôn ngay. Ê nha kìa giật ngay. Em là giờ là nhà ở thành phố Hải Dương. Vâng, em ở gần gần đấy thôi. Thành phố Hải Dương mới lên thôi. Quê mới thành thành phố. Thế là chạy xe công này. Xe công. Công ty chỗ nhà ông Thức ấy. Vâng, đấy em đóng ở chỗ này. Đi M3. Ôi giời. Mỗi cái xe là lạ lạ rồi anh ạ. Cái xe là lạ rồi. Kinh khủng.